Làm gì chứ, khi không lại mang đôi giày như đi trên cà kheo làm gì? Chẳng đẹp chút nào cả. Đừng có mua nữa. Đi thôi. Cảm ơn. Chiếc quần này đẹp không? Nào, anh thử xem. Anh không cần mua. Anh thử chiếc quần này đi, thời gian còn dài mà. Cảm ơn. Sai cũng vừa nè, thử coi. Thử đi. Thử cho kỹ vào nha. Tin nhắn Triệu Tử Tuệ, anh đang làm gì đấy? Thỏa thuận hợp tác DMG hôm nay ký kết rồi. Cảm ơn anh. Anh đang làm gì vậy? Anh đang mua sắm. Em đến Hồng Kiều đón người của tổng công ty Paris. Em đến Hồng Kiều đón người, người của tổng công ty Paris đến. Gửi hình em đi. Làm gì chứ? Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của em. Chiếc quần này nhỏ rồi. Nhỏ hả? Còn cái nào lớn hơn hay không? Hết rồi. Vậy đi thôi. Chiếc kia đi. Chiếc kia đẹp đấy. Không cần đâu. Anh cũng đâu có thiếu quần mà. Thử đi mà. Cũng đến đây rồi, một chút kiên nhẫn cũng không có. Em sao vậy? Em sao chứ? Mặt sao lại đỏ như vậy chứ? Không thoải mái hả? Nóng ấy mà. Nóng hả? Bên ngoài lạnh muốn chết. Anh mau thử đi, mau đi. Sao lòng bàn tay của em đầy mồ hôi vậy? Anh thử hay không? Mau thử đi, mau lên. Tôi là Anna. Tôi là Tử Tuệ, trợ lý của Lương Sảnh. Hoan nghênh cô đến Thượng Hải. Cảm ơn cô, tôi biết nói tiếng Trung. Đi thôi.
Tấm ảnh kia xem rồi xóa đi. Thời gian của tôi rất vội, tôi phải lên máy bay đi Bắc Kinh. Lưu tổng nói tôi đưa cô đến phòng họp. Được. Cô vẫn luôn làm trợ lý của Lưu tổng sao? Lúc Lưu tổng vừa mới về đây, trước đây tôi làm trợ lý cho Diêm tổng phòng dự án. Vậy cô nhất định hiểu rõ hạng mục A đi. Đúng rồi, cô tên là Triệu Tử Tuệ. Dạ. Cô cũng tham gia cuộc họp của tôi đi. Lưu tổng chỉ nói tôi đón chị qua đó thôi. Cô cần đưa ra lời giải thích hợp lý, nếu không sẽ rất phiền phức đó. Alo, Từ Thiên. Xóa ảnh gì cơ? Em đang làm. Ảnh gì? Vừa nãy em ở sân bay, anh nói em gửi ảnh của em cho anh mà. Anh nói muốn nhìn thấy bộ dạng của em. Anh muốn nhìn thấy bộ dạng của em. Đúng rồi, anh nói vậy mà. Khi nào chứ? Em bây giờ thật sự có việc. Khi nào? Hơn 9 giờ sáng nay. Cái đó em gửi cho anh rồi. Anh không thấy hay sao? Thấy rồi. Xóa rồi. Anh vẫn ổn chứ? Không ổn chút nào hết. Sao mặt lại đỏ vậy? Không thoải mái hay sao? Nóng quá mà. Nóng cái gì? Bên ngoài rất lạnh mà. Anh mau thử đi, mau lên. Hỷ Nhi, chị Lệ của cô đâu? Dạ không biết. Sao cô lại không biết chứ? Hình như đã đi rồi thì phải. Chị ấy không nói là đi đâu hết. Hỏi con không nói. Cô đứng mãi ở đây làm gì chứ? Gì à? Vừa nhảy vừa nói. Con nhất thời không cẩn thận, làm sai rồi. Cái gì? Có hơi hối hận rồi. Mẹ không nghe rõ, con nói to lên một chút. Con ở ngoài chờ gì nha. Con không nhìn được cái gì chứ? Sáng nay con cùng Từ Thiên đi mua sắm. Điện thoại của anh ấy cứ reo mãi. Con nhìn không được mở ra đọc. Con đọc hay sao? Là Triệu Tử Tuệ. Vậy Từ Thiên biết hay không? Không biết. Triệu Tử Tuệ nói gì với nó? Không nói gì hết. Là vậy hay sao? Con cũng đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Triệu Tử Tuệ và nó không có gì đâu. Gì à? Con nhắn cho Triệu Tử Tuệ một tin, dùng điện thoại của Từ Thiên.
Con nhắn gì chứ? Con nói con muốn nhìn bộ dạng của cô ấy. Con nói. Con dùng điện thoại của anh ấy nhắn, là Từ Thiên nói. Vậy kết quả là con trai của mẹ muốn nhìn bộ dạng của cô ấy hả? Vậy đã nhìn thấy chưa? Tấm hình đã được gửi đến. Trên tay của cô ấy vẫn cầm túi sách của con mua cho dì. Đau Lệ à, con nói đi. Dì à, con sai rồi. Con không dám về nhà nữa. Dù sao việc này cũng tự con rước lấy, con cũng không thể trách người khác được. Con muốn hỏi dì một câu thật lòng. Từ Thiên và Triệu Tử Tuệ rốt cuộc đã tốt lên chưa? Dù sao bây giờ cũng không tốt. Sao mà con cứ thay nó nói đi nói lại hoài vậy? Có lẽ sau này thật sự tốt. Con nói xem, cô cũng thật là. Điện thoại của người khác con lấy xem làm cái gì? Con thay nó tán tỉnh yêu đương. Con, đầu óc của con thật sự u mê quá rồi. Từ Thiên thật sự thích cô ấy. Con nguyện ý để anh ấy với Triệu Tử Tuệ tốt lên. Con nói gì cũng vô dụng thôi. Con thật lòng mà. Vậy thì mẹ không phải cực khổ vô ích rồi? Mẹ chạy tới chạy lui, rốt cuộc là vì ai đây? Con biết gì tốt với con. Dù sao thì mẹ cũng đã dẫn dắt con đến đây rồi. Các con tự bàn bạc với nhau đi, mẹ không quản.